Ôi bạn ơi! Mày thằng đánh con này. À, shiba. Chào đón Tết Nhâm Dần, shopzicom.com bùng nổ khuyến mại giảm giá 70% toàn bộ giá trị ác trên shop. Sốc giá phá kho, tặng 100% giá trị thẻ cào khi nạp thành công. Nhận ngay bao lì xì chứa nhiều quà tặng siêu hấp dẫn khi nạp thành công kể từ 30k. Truy cập ngay shopzicom.com từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 để hái lộc đầu năm nha. Làm gì faker? Cái fanpage của Duy có chặn bạn đâu ở Chiến ơi. Trời ơi là trời. Cái fanpage này có chặn được đâu. Nếu mà tôi mà chặn bạn thì bạn đã không comment được vào đây rồi. Bạn cứ inbox fanpage của Duy nha. Chặn rồi mà vẫn comment được là khó luôn đấy chứ. Ảo thật đấy. Ai à, phải thế. Survival means never stop. Avoid me. À, finally. Finally. Nó mất xài rờ được. Có faker lên gì nhỉ anh em nhỉ? Lên cái này xong nó lên ấy luôn à? Lên cái này xong lên ơ Chiến ơi, tôi không nhận đâu. Chiến ơi, tôi không nhận cầy đâu. Tôi không nhận giữ rank đâu. Ông nhờ người khác giúp tôi nha. Faker nó lên cái gì nhỉ anh em nhỉ? Lên cái này xong lên cái gì ta? Bên thẳng vào âm luôn à? Không còn dây tóc à anh em? Ra không cần đang nghe rồi. Đấy này là đúp luôn rồi, không cần đang nghe luôn. Forgiveness is hard. Không lên đau ông tàn hay sao ấy, hình như không lên đau ông tàn đâu. Hay buồn cười nhở, sao không lên cái đau để hút để lên áp quy ta. Tức cơ như nó rớt kiểu là AP sớm như vậy. Ôi bạn ơi, mày thằng đánh con này. À, shit. Đánh cái phong cách này đúng đánh kiểu là anh Hàn anh em ạ. Mấy con này ở anh Việt đánh nhau sớm. Yếu lắm. Nói chung là không hay lắm anh em ạ. Đánh mấy con AP thuần ngon hơn. Chơi là chơi cho vui thôi. Nói chung là anh em biết tại sao Faker lôi ra mid không? Thứ nhất là con Kesa giờ lên AP được có pop được. Với cả đi lane mid thì nó được nhường blue với cả nó được nhường rất là nhiều tài nguyên ấy. Thì con Kesa nó sẽ khỏe sớm. Nên là nó lôi đi mid thôi. Thực ra nó không phải là meta mê tiếc rồi đâu. Nó không ngon bằng một con AP khác. Ô,
Sao lên AP lại áp được Q nhỉ? Hay là đủ level? Không phải. À, sao lại áp được Q nhỉ? Không có lên cái kiếm dài ở đâu. Thế thì nó không lên kiếm dài là đúng rồi. Thì nó không lên thần kiếm là đúng rồi. Anh em cứ kêu Faker mua một kiếm dài, hôm qua rõ ràng đi xem mà không có kiếm dài nào mà. Hôm qua đi xem làm gì có kiếm dài nào đâu. Thế thì lên đúng rồi, mình lên này là chuẩn rồi. Ông nào cứ nanh với cả đao hung tàn cái gì không nhỉ? Thế thì khác gì lên AD. Vẫn có kiếm dài à? Mình lung tung bèng đấy nhỉ? Lung tung bèng thế nhở? Tức là vẫn có kiếm dài. What the hell? Lên để áp quy xong về sau bán à? Ok. Nè, yeah, lên kiếm dài để up quy sớm rồi, Lui hiểu hết rồi. Rồi, Lui hiểu hết cái mẹ, cái Faker rồi. Ok anh em ơi. Nói chung là chơi được rồi. Team mạnh chơi thì dễ đánh. Cái team mà team rông rốt thì cút. Catlin này. Catlin này. Không phải Catlin à. Talia. Điếm chó chưa? Chó náo chưa? Chó nái chưa? Làm mấy cái đúp là có các con vợ chạy tán loạn. Nói chung là để các bạn là team mình cũng xanh ấy, nên là đến cái tầm này nó dễ chơi thôi anh em ạ, thật sự luôn á. Đến cái tầm này nó bị khỏe quá, nó dễ chơi thôi, chứ con cây Samit này không có ngon đâu. Chống chỉ định đánh rank anh em nhá.
Tương xương. Không biết chơi chả không ngon à? Ờ thế thì ông cứ chơi thôi Đạt Hoàng ơi, ông kỹ năng cao thì ông cứ chơi thôi. Cái con này mà anh em mà bạn ấy kêu lợi thế cho team nhiều thì vi chịu thôi. Cái con này không phải team nào cũng đánh được đâu.